Đấu trường ngôi sao đã đến vòng thi được chờ đợi nhất, vòng chung kết. Những nghệ sĩ khách mời được yêu thích nhất, những màn trình diễn giành được nhiều ấn tượng nhất đã giành tấm vé bước vào hai đêm chung kết. Đêm chung kết 1 sẽ là những tiết mục song ca của những sự kết hợp lần đầu tiên. Đội ca sĩ Long Nhật với nhạc quê hương, đội ca sĩ Dương Hồng Loan với nhạc trẻ và đội ca sĩ Quách Thành Danh với nhạc trữ tình sẽ mang đến những cảm xúc dạt dào khó quên. Mẹ ơi, mẹ nuôi con như biển hồ, lại là nghe con nuôi mẹ mà kể tháng kỷ ngày. Hò ơi ơi hò. Đón xem đêm chung kết 1 đấu trường ngôi sao mùa 3 vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 21 tháng 12 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 2.